có thực sự hiện đại và sang trọng như người Thái nói không? Video trước cộng đồng mạng Thái Lan đã vô cùng tự hào khi cho rằng đường phố nông thôn Việt Nam thua xa Thái Lan. Nhưng sau khi dùng Google Search để review tỉnh Buriram thì không như những kỳ vọng của mình. Gần đây, cũng chính trên kênh YouTube này đã đăng tải video so sánh thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok, đã nhận vô cùng nhiều trái chiều từ phía dân mạng Thái Lan. Khác với lần trước, anh chàng này đã quay lại những hình ảnh tương đối hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh quanh khu vực Vinhome Central Park với tòa nhà cao thứ hai Đông Nam Á là Landmark 81. Còn đối với Thái Lan, anh ta cũng cung cấp những đoạn hình ảnh vô cùng hiện đại của Bangkok với những tòa nhà chọc trời. Để kiểm chứng sự thật và thỏa mãn sự tò mò, mình cũng sẽ dùng map để review thủ đô Bangkok cho mọi người cùng đánh giá. Trước tiên, chúng ta hãy xem một số tuyến đường lớn và cầu vượt, sau đó là các con hẻm và nhà dân. Điều đầu tiên khiến mình đánh giá khá cao Bangkok so với Hồ Chí Minh là quy hoạch hộ dân, nó trông khá quy củ với từng ô hình chữ nhật và hình vuông tương đối bài bản. Thứ hai là có khá nhiều nút giao lớn với nhiều cầu vượt 2-3 tầng. Tuy nhiên, hệ thống đường xá có vẻ khá cũ kỹ, lâu năm với nhiều bẩn bám, môi trường, cảnh quan ven đường, đô thị chưa được chú trọng và có vẻ kém xa Việt Nam. Đường phố cũng khá nhiều rác và dây điện chằng chịt như Việt Nam. Nhà dân và các tòa nhà cũng không có gì đặc sắc, nổi bật. Chung quy lại, những video được quay bằng flycam Skyline Bangkok mình xem so với thực tế thì khác hơi xa, nhưng mình cho rằng về sự đồng bộ hệ thống giao thông của Bangkok khá đầy đủ với những tuyến metro đã đi vào khai thác và đang xây dựng. Có thể trên lý thuyết, Bangkok với quy mô GDP vượt trội so với Hồ Chí Minh sẽ khiến nhiều người mường tượng ra sự chênh lệch giữa hai thành phố. Tuy nhiên, thực tế sự khác biệt là không lớn. Thậm chí đối với một người đã ở Hồ Chí Minh hơn 5 năm, mình cho rằng Hồ Chí Minh có sự năng động, hiện đại hơn Bangkok. Đây hoàn toàn là dựa vào tinh thần khách quan. Nếu để tìm ra điểm trừ, có lẽ là cách tham gia giao thông ở Hồ Chí Minh khá lộn xộn. Còn với Bangkok thì mình không rõ. Vậy netizen Thái nói gì khi nhìn thấy video này? Hãy cùng dịch vài bình luận đáng chú ý nhé! Tôi muốn nói với tất cả người dân Thái Lan rằng đừng xúc phạm anh ấy quá nhiều. Khi tôi còn trẻ, Philippines thịnh vượng hơn Thái Lan. Trung Quốc vẫn đi xe đạp, chồng ngược Bắc Kinh. Sau 20 đến 30 năm, Thái Lan đã vượt qua Philippines. Về phần Trung Quốc, đã rời khỏi Thái Lan từ lâu. Nó là gì ngày nay? Bạn không cần phải vượt qua nhiều thế hệ để có thể vượt qua nhau. Việt Nam đang trên đà phát triển. Hôm nay đã không vượt qua, ngày hôm sau chắc chắn là có. Đừng đánh giá thấp anh ấy, đừng tự ái. Người Việt Nam chăm chỉ hơn người Thái. Trong tương lai, chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta. Nhưng chỉ là khi nào và như thế nào. Việt Nam vẫn thua xa Philippines. Philippines thua xa Thái Lan trong 40 năm nữa. Người Thái thích so sánh và tạo ra giá trị với mọi người cho đến khi làm cho hầu hết người dân Thái Lan, những người nghèo, không muốn xúc phạm hàng xóm. Nhà anh có hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng cả hai thành phố không thể cạnh tranh với Bangkok. Hãy thử so sánh nó với Chiang Mai hay Pattaya sẽ thịnh vượng hơn. Đừng để bị lừa khi nói rằng chúng ta vượt trội hơn Việt Nam. Đừng coi thường khi biết rằng họ có nền chính trị ổn định, vững chắc và mạnh mẽ. So với Thái Lan thì buồn cười. Thái Lan có 120 năm hòa bình và Việt Nam chỉ có 45 năm hòa bình. Nếu Việt Nam có 120 năm hòa bình, mọi người sẽ nghĩ gì? Trước khi nghĩ đến việc vượt Thái Lan, đừng chạy xe máy và đừng ăn thịt chó, rồi hãy nói chuyện. Nhược điểm của Thái Lan là dây điện. Vì vậy, nó trông không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam đẹp hơn. Hãy thừa nhận rằng, nếu bây giờ Việt Nam kết hợp Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì Bangkok trông hơi nhỏ. Sài Gòn nhìn khá hay, có cơ hội đẹp hơn Bangkok, 10 năm sau mới làm được. Nghiêm túc mà nói, trong 200 năm nữa, anh ấy sẽ không thể theo kịp Thái Lan.